Trang Nemo thông báo về ăn Tết sớm sau khi mất trắng cửa hàng, Trang Trần động viên đàn em. Trang Nemo buồn bã cho biết đây là một năm quá nhiều chuyện buồn, vì vậy cô quyết định sẽ về quê ăn Tết với mẹ sớm hơn. Đáng chú ý, cựu người mẫu Trang Trần cũng vào để lại bình luận giữa lúc đàn em vướng lùm xùm. 2022 là một năm thất thu đúng nghĩa đen đối với hot Facebooker Trang Nemo. Trong lúc chờ tuyên án vụ gây rối mất trật tự công cộng, ngày 9 tháng 12 cửa hàng của cô bất ngờ bị đội Tổng cục Quản lý thị trường, đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất. Trái ngược với những màn livestream sang chảnh trên mạng xã hội, cơ quan chức năng phát hiện bên trong có nhiều sản phẩm túi xách, giày dép dán logo thương hiệu nổi tiếng của thế giới như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Fendi. Đại diện shop Trang Nemo không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm trên. Theo tìm hiểu, với mỗi sản phẩm hàng hiệu bán tại Trang Nemo Style có giá 300.000 đồng đến 850.000 đồng một sản phẩm, trong đó trang sức xi mạ có giá từ 300.000 đồng một sản phẩm, quần áo hàng hiệu các loại có giá từ 300.000 đến 850.000 đồng một sản phẩm, giày dép các loại 500.000 đồng một đôi, túi xách tay từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng một sản phẩm. Với dấu hiệu bán hàng giả mạo các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, đội quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, tổng giá trị niêm yết tại cửa hàng lên đến 104,37 triệu đồng. Sau khi cửa hàng rơi vào cảnh vườn không nhà trống, nhiều người bất ngờ trước hình ảnh Trang Nemo vẫn livestream cười đùa chốt đơn các mặt hàng khác một cách bình thường. Tuy nhiên, sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Từ tối 11 tháng 12, hot girl liên tục đăng những bài viết buồn bã tuyệt vọng. Người đẹp 9X nói, năm nay đối diện với quá nhiều sự mất mát, bản thân không đủ mạnh mẽ để đối diện nên cô quyết định về ăn Tết sớm hơn so với dự kiến. Tại phiên tòa tháng 11, Trang Nemo từng cầu xin mức án nhẹ nhất để sớm trở về lo cho gia đình và nhân viên. Trang Nemo viết, buồn lắm chứ, bao nhiêu chuyện đã qua, nói không buồn chắc là nói dối rất nhiều. Chuyện nhân gian khói lửa, có bàn mãi cũng không hết, khi lòng người còn vô minh, còn bạo lực, còn hận thù thì khuyên can thế nào cũng là không đủ. Thế sự không phải tự nhiên mà thành dâu bể, tất thảy đều bởi lòng người. Một người quá tham, còn kẻ khác quá giận mới biến cuộc đời thành bi kịch chốn nhân gian. Chúng ta nếu cảm thấy mình chưa vững vàng thì hãy nên dừng lại, tập học cho nhuần nhuyễn, cho tường tận, bốn đức, từ bi hỷ xả. Trong lòng có bình an, thế giới mới an lành. Năm nay về ăn Tết với mẹ sớm, một năm không mấy vui, cảm ơn mọi người đã yêu ghét để cho mình nhận thấy, sửa sai và cố gắng. Ngoài duy trì công việc kinh doanh, Trang Nemo còn tích cực làm từ thiện và tìm đến Phật Pháp. Có vẻ như sau biến cố, Trang Nemo đang muốn thay đổi từ hot girl thị phi sang hình mẫu tích cực hơn. Bên cạnh các bình luận chỉ trích từ khán giả, netizen còn phát hiện cựu người mẫu Trang Trần vào động viên em, cố lên em gái. Cư dân mạng cho rằng có lẽ cả hai đều kinh doanh online nên Trang Trần có góc nhìn cởi mở và đồng cảm trước biến cố của Trang Nemo hơn. Được biết, tại phiên tòa trước đó, Trang Nemo đã quỳ gối xin lỗi nhưng không được nạn nhân chấp nhận. Chị Khanh, người bị tác động vật lý, đề nghị hội đồng xét xử làm đúng luật, truy tố hình sự đối với Trang Nemo và các nhân viên. Hai đứa mình đều có con, đều làm ăn kinh doanh buôn bán. Các bạn nhân viên đều phải lo cho con nhỏ. Chúng ta hãy dùng thái độ dĩ hòa vi quý, vì trong cuộc đời không ai muốn phạm sai lầm. Hôm nay đứng trước tòa, tôi và bốn nhân viên của mình gửi đến chị Khanh lời xin lỗi chân thành sâu sắc nhất. Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, đề nghị tòa tuyên phạt Trang 6 đến 12 tháng tù, những bị cáo khác từ 6 đến 18 tháng tù.